Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Bản tin văn hóa sẽ mở đầu chương trình ngày hôm nay với những thông tin đáng chú ý sau. Rộn ràng làng hương cao thôn những ngày cuối năm. Năm 2019, tỉnh Hưng Yên hỗ trợ xây dựng 71 nhà văn hóa thôn. Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động. Hội thiện nguyện Hưng Yên có nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo cho người nghèo. Nhiều phụ huynh ở thành phố Hưng Yên xếp hàng đón con trước cổng trường học. Trong một góc nhìn văn hóa là phóng sự Những người điểm tô sắc xuân. 2019, một năm nhiều cố gắng của ngành du lịch Hưng Yên. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Với truyền thống 200 năm, Hương xạ Cao Thôn, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên là một trong những làng nghề làm hương lâu đời nhất cả nước. Sản phẩm của thôn Cao từ lâu đã tạo được thương hiệu riêng trên thị trường. Giáp Tết Nguyên đán là thời điểm người dân nơi đây tất bật vào vụ làm hương, phục vụ cho ngày Tết và các lễ hội. Thôn Cao hiện có gần 150 hộ gia đình giữ nghề truyền thống, sản phẩm chủ yếu là hương nén và hương vòng. Cùng với sự phát triển của công nghệ, kỹ thuật sản xuất, hương thôn Cao cũng được đổi mới và nâng cao năng suất, đồng thời cải thiện thu nhập cho khoảng 700 lao động tại các cơ sở sản xuất. Tuy vậy, những người làm hương vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt việc lựa chọn các thảo mộc và các bước làm hương. Hương ở đây được làm từ hơn 30 vị thuốc bắc như đại hoàng, xuyên khung, bạch chỉ, độc hoạt, đan bì, đinh hương. Hương xạ gia truyền có mùi thơm tự nhiên, nhẹ mà thanh, phảng phất lâu tan. Hương đặc trưng chỉ có ở sản phẩm của thôn Cao. Mỗi gia đình lại có một công thức riêng tạo nên thương hiệu của từng nhà. Đó là cái hồn cốt mà người dân thôn Cao giữ gìn hàng trăm năm nay. Thực hiện đề án xây dựng thiết chế văn hóa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017-2020. Trong năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hỗ trợ kinh phí xây dựng 71 nhà văn hóa thôn trên địa bàn tỉnh. Mỗi nhà văn hóa thôn được tỉnh hỗ trợ 1 tỷ đồng. Ngoài nguồn hỗ trợ của tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn đối ứng kinh phí xây dựng, đồng thời vận động nhân dân xã hội hóa để mua sắm cơ sở vật chất. Đến nay, tất cả 71 nhà văn hóa thôn được hỗ trợ kinh phí đều trong quá trình xây dựng để sớm đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa và hội họp của người dân. Toàn tỉnh hiện có 10 khu công nghiệp đã được Thủ tướng phê duyệt, trong đó 7 khu công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng. Tại các khu công nghiệp có hơn 200 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn với trên 47.500 đoàn viên. Thực hiện chương trình hành động số 09 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao mức thu nhập của công nhân, người lao động, thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đến việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân. Từ năm 2016 đến nay, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc tổ chức trên 200 buổi hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng với sự tham gia của trên 25.000 lượt công nhân lao động. Nhiều doanh nghiệp đã phối hợp với công đoàn cơ sở lồng ghép hoạt động giao lưu văn nghệ với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức 230 cuộc giao hữu thi đấu bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, kéo co giữa các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, công đoàn cơ sở, thu hút trên 30.000 lượt đoàn viên công nhân lao động hăng say tập luyện thi đấu. Thông qua các hoạt động trên đã tạo điều kiện cho công nhân lao động có cơ hội giao lưu học hỏi và rèn luyện sức khỏe, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Hội Thiện nguyện Hưng Yên là tổ chức xã hội phi lợi nhuận trực thuộc Hội Chữ thập đỏ Hưng Yên. Đã hình thành từ nhiều năm nay, hội luôn duy trì các hoạt động thuộc các lĩnh vực như tình nguyện, công tác xã hội, từ thiện, hoạt động hỗ trợ nhân sự cho các đơn vị, tổ chức, cơ quan đoàn thể xã hội ở địa phương và nhiều lĩnh vực hoạt động khác. Cuối năm là khoảng thời gian công tác hội hoạt động sôi nổi hơn cả, với mong muốn mang đến một cái Tết ấm áp đủ đầy nhất có thể đến với những mảnh đời khó khăn. Để làm được điều đó, việc quyên góp cho những hoàn cảnh khó khăn được thực hiện rộng rãi với nhiều hình thức, từ trực tiếp đi vận động tới việc tuyên truyền trên mạng xã hội. Chỉ tính riêng năm 2019, Hội Thiện nguyện Hưng Yên đã quyên góp được số tiền là gần 1 tỷ đồng, cùng nhiều hiện vật, tặng hơn 1.000 suất quà, giúp đỡ được 15 trường hợp là trẻ em khuyết tật, mồ côi, người già neo đơn, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trường tiểu học An Thảo là ngôi trường đầu tiên ở thành phố Hưng Yên triển khai mô hình phụ huynh xếp hàng đón con trước cổng trường. Thay vì hình ảnh lộn xộn và ùn tắc trước đó, thì hiện nay việc chờ đón con của các bậc phụ huynh đã dễ dàng hơn trước. Do ban giám hiệu nhà trường đã tuyên truyền vận động các phụ huynh thực hiện việc xếp hàng thành hàng ngang trước cổng trường trong lúc chờ đón trẻ. Trong khi đó, học sinh khi tan học sẽ xếp thành hàng thẳng để đi từ lớp ra cổng trường,
nên việc nhận diện của phụ huynh và học sinh cũng dễ dàng hơn. Giao thông trước cổng trường thông thoáng, đảm bảo lưu thông cho các phương tiện khác. Triển khai từ giữa tháng 10, ban đầu, ban giám hiệu trường tiểu học Phương Triểu cũng gặp khó khăn do thói quen của phụ huynh. Tuy nhiên, do khéo làm công tác vận động tuyên truyền, bắt đầu từ các phụ huynh lớn tuổi là ông bà của các trẻ, nên việc xếp hàng trước cổng trường đã nhanh chóng được các phụ huynh thực hiện và ngày càng lan tỏa ra toàn trường. Hiện nay, việc đưa đón trẻ của các bậc phụ huynh đã đi vào nề nếp do ý thức tự giác của phụ huynh đã được nâng cao. Việc làm của ban giám hiệu và phụ huynh nhà trường đã nhận được sự ủng hộ và đồng thuận cao trong nhân dân và lãnh đạo địa phương. Những ngày này, người trồng đào ở làng Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đang hối hả tất bật chăm chút cho từng gốc đào để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán cận kề. Để cảm nhận không khí nhộn nhịp ở đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Mặc cho cái rét của những ngày cuối năm, không khí tại làng Ngọc Đà vẫn rất nhộn nhịp vui tươi. Mọi người cùng nhau ra đồng, chăm chút cho từng gốc đào. Các thương lái cũng đến lựa chọn và mang đi những cây đào ưng ý nhất. Nhìn cảnh làng quê đang ngày một đổi mới, ông Nguyễn Văn Trạch, một trong những người dân trồng đào đầu tiên ở đây, lại càng phấn khởi. Công ty và chúng tôi là những người đầu tiên năm 1993 đã đưa cây đào về làng Ngọc Đà dòng thí điểm. Sau đó thấy cái giá trị hiệu quả kinh tế của nó, thì chúng tôi đã vận động tất cả những người dân ở làng tôi trồng đào. Cho đến nay là chúng tôi được khoảng 64 hộ trồng đào. Đời sống là được nâng lên. Chúng tôi là rất hồi phấn khởi này. Vì là những người làm ra cây đào làm đẹp cho đời. Theo những người dân nơi đây cho biết, thì trồng đào đem lại hiệu quả kinh tế gấp 4 đến 5 lần so với trồng lúa và các loại cây khác. Như ông Phùng Viết Hưng, một người suýt nữa thì vỡ nợ vì chơi cây cảnh, nhưng nhờ trồng đào cuộc sống của ông đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, việc gắn bó với nghề cũng không hề đơn giản, đòi hỏi người nông dân phải đi nhiều nơi, học hỏi các kỹ thuật đáp ứng việc chăm sóc với từng loại đào. Thế nhưng nhiều năm, do thời tiết không thuận lợi, hoa nở quá sớm đã làm người nông dân thất thu. Vất vả là thế, nhưng ông Hưng và các hộ gia đình ở đây vẫn quyết tâm gắn bó với nghề tô điểm sắc xuân. Để làm sao cho cây đào nó đẹp và làm sao nó hiệu quả kinh tế hơn với những cây khác, thì thật sự đó là một cái vấn đề tâm huyết, cũng phải đi học hỏi rất nhiều. Nhưng làm đào nó có mấy ưu điểm. Thật sự vốn đầu tư thì từ đầu năm đến cuối năm mới được thu. Nhiều khi có những năm cảm thấy được ăn rồi nhưng mà lại thua. Còn để làm được một cây đào đẹp thì phải có tâm. Cây đào không chỉ mang lại nguồn thu về kinh tế mà còn giúp dân làng gắn kết với nhau. Họ đã thành lập câu lạc bộ những người trồng đào để cùng nhau phát triển và hơn hết là mong muốn thành lập hợp tác xã trồng đào. Nhân dân thôn Ngọc Đà rất mong muốn thành lập một hợp tác xã trồng đào, thì chúng tôi sẽ tích cực và đề nghị cấp trên để có một hợp tác xã trồng đào theo đúng quy định. Cây đào có giá trị kinh tế cao nên đời sống văn hóa của nhân dân ngày được nâng cao. Đây là một động lực để Tân Quang có những tiêu chí để đạt đô thị loại 5 và chúng tôi đang phấn đấu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Làng đào Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đã có tuổi đời gần 30 năm. Cây đào không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho người dân mà nó còn là niềm vui, nỗi buồn gắn bó với đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây. Một mùa xuân nữa lại sắp đến, xin mời quý vị và các bạn cùng ghé thăm Ngọc Đà để thưởng thức sắc xuân ở nơi đây và sắm cho mình những cành đào ưng ý nhất. 2019 là năm cuối cùng của kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2016-2020. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã triển khai nhiều hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau để hoàn thành kế hoạch. Trong đó, ở lĩnh vực du lịch, 2019 được xem là một năm có nhiều cố gắng của ngành du lịch tỉnh ta. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những kết quả nổi bật của ngành công tác du lịch năm qua. Năm 2019, Hưng Yên đón khoảng 1 triệu lượt khách, tăng trên 11% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khách quốc tế ước đạt trên 20.000 lượt, khách nội địa ước đạt trên 97.000 lượt. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt trên 220 tỷ đồng. Các cơ sở lưu trú tăng, trong đó chủ yếu là các nhà nghỉ tư nhân, nhà hàng ăn uống, cơ sở sản xuất kinh doanh phục vụ cho du lịch ngày càng nhiều và đa dạng. Sản phẩm du lịch của Hưng Yên đang từng bước được hình thành và dần khẳng định thương hiệu. Các sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống gắn với phát triển du lịch đã bắt đầu được triển khai. Công tác quảng bá thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm đạt kết quả tích cực. Tỉnh đã quan tâm hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể cho một số sản phẩm đặc sản. Chúng tôi đã đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến trên toàn diện, một là quảng bá xúc tiến tại các cái sự kiện lớn
trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đấy thì chúng tôi đẩy mạnh cái trang thông tin đăng tải các cái sự kiện lớn của tỉnh để từ đó đông đảo du khách trong và ngoài nước biết đến các điểm du lịch của Hưng Yên. Công tác đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch và công tác trùng tu tôn tạo các di tích những năm gần đây đã được quan tâm, trong đó tập trung nâng cấp hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, dịch vụ viễn thông, đường thoát nước như giải phóng mặt bằng, mở rộng khuôn viên đền Mẫu, văn miếu Xích Đằng, xây dựng bến cảng đón khách du lịch Phố Hiến, xây dựng đền Lạc Long Quân, đền Triệu Việt Vương, xây mới nhà tưởng niệm tướng quân Nguyễn Bình, Hoàng Hoa Thám, khu di tích nữ du kích Hoàng Ngân. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động du lịch năm qua còn phải đối mặt với những khó khăn nhất định. Cái điểm xuất phát của du lịch so với cả nước của Hưng Yên rất thấp, nó không có các cái điểm nổi trội trong cái vấn đề thu hút các khách quốc tế cũng như là nội địa. Đồng thời cái tài nguyên du lịch của tỉnh thì chưa được khai thác một cách có trách nhiệm, đặc biệt là các cái điểm đến thì về cái hạ tầng, về các cơ sở dịch vụ cũng như là các cái hệ thống kỹ thuật để lưu giữ khách cũng như là các sản phẩm của du lịch mang cái tính nhu cầu thì chưa được đáp ứng theo các cái nhu cầu của khách. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, trong phiên giải trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân chuyên đề về phát triển du lịch tổ chức vào tháng 8 năm 2019, ông Đỗ Xuân Tuyên, nguyên là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã nêu những biện pháp để phát triển du lịch Hưng Yên trong thời gian tới. Có giải pháp thu hút khuyến khích các nhà đầu tư có năng lực thực sự để từng bước hình thành các khu du lịch phức hợp gồm các trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí, phố đi bộ hoặc chợ đêm, dự án dịch vụ du lịch quy mô lớn tại các địa bàn du lịch trọng điểm, khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng khách sạn từ 3 sao trở lên, đặc biệt là khu khách sạn nghỉ dưỡng. Có giải pháp thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các mô hình hợp tác xã làng nghề gắn với hoạt động du lịch. Một năm mới lại đến, những đoàn khách về Hưng Yên mỗi ngày một nhiều hơn, đem theo những hy vọng về vị thế của du lịch Hưng Yên sẽ ngày càng cao hơn, tương xứng với những tiềm năng vốn có của tỉnh. Chùa Thái Lạc hiện còn lưu giữ nguyên mẫu các pho tượng Tứ Pháp và Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện mà tương truyền rằng được tạc từ cành dâu, lấy từ chùa Dâu tỉnh Bắc Ninh. Đây cũng là hệ thống Tứ Pháp tượng trưng cho những thế lực thiên nhiên như mây, mưa, sấm, chớp, mang đậm màu sắc của nền văn minh lúa nước. Tuy nhiên, di vật quý giá nhất của chùa Thái Lạc là 20 bức phù điêu gỗ thời Trần còn lại. Thượng điện chùa là một trong những công trình gỗ cổ nhất Việt Nam có từ thế kỷ thứ 14. Qua những lần trùng tu, một số cấu kiện bị hư hỏng đã thay đổi nhưng cấu trúc kết cấu vẫn hoàn toàn giữ nguyên và giữa các xà cột chính là các phù điêu gỗ còn nguyên vẹn. Dấu tích mà còn tương đối đẹp và khá đủ về chạm khắc gỗ đó là cái chùa Thái Lạc. Ở chùa Thái Lạc, người ta còn thấy được cái náo nức về hình thức con người, những các cái dàn nhạc hay là những các cái nhạc công cưỡi phượng, các cái con vật thiên thần ấy, nó đã có một ảnh hưởng từ cái văn hóa Ấn Độ. Chùa Thái Lạc còn có một số mảng cốn và cột trốn được lắp trên các sàn nách, và đặc biệt có một số ván nong có chạm khắc đẹp được ghép ở giữa các xà dọc thượng và xà dọc hạ, có tác dụng che kín các lớp kiến trúc và trang trí thêm cho đẹp. Ở các ván nong được chạm nhiều cảnh về đề tài các tiên nữ cưỡi phượng, thổi tiêu, kéo nhị, thổi sáo, đánh đàn. Các họa tiết này phản ánh khá rõ nét xã hội Việt thời Trần với hào khí Đông A ba lần chiến thắng quân xâm lược Nguyên Mông. Các màng chạm khắc ở chùa Thái Lạc dưới con mắt người xem vẫn hiện lên với một hiệu quả thẩm mỹ đầy đủ và trọn vẹn. Ở cái chùa Thái Lạc, ngay từ thời Trần đã có cái dấu tích giao lưu hay là dung hội văn hóa giữa phương Bắc và phương Nam trên cái nền tảng văn hóa dân gian của dân tộc ta. Hàng năm, nhân dân thường tổ chức các lễ cầu đảo mỗi khi hạn hán tại chùa Thái Lạc. Lễ hội Tứ Pháp chùa Thái Lạc tồn tại cả linh khí dân tộc và cả sức mạnh truyền thống,
phù giúp cho xã hội hiện tại và góp phần làm nên bản sắc riêng biệt cho Phật giáo Việt Nam. Người dân tin rằng thông qua lễ hội thì sẽ được mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, tín ngưỡng tứ pháp là một trong những chỗ dựa về tâm linh của người Việt qua nhiều thời đại và tồn tại cho đến tận ngày nay. Mục Tinh Hoa Phổ Yến đã khép lại tạp chí văn hóa tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.